Xin chào, mình là Leo ấy sao? Và đúng như tiêu đề của video này thì mấy hôm trước trong lúc đang ngồi đọc tài liệu về Google Gemini AI thì mình phát hiện ra một cái khá là hay. Đấy là cái con này thì nó có khả năng xử lý hình ảnh và video, thì cái này nhiều người biết rồi nhá. Thì trước đây khi mà muốn xử lý một cái video thì mình sẽ cần phải upload lên trên server của Google. Sau đấy là mới làm thêm những bước tiếp theo để cho nó xử lý. Nhưng mà khi mà mình đọc xuống thêm một chút ạ, thì mình thấy được là con này nó có khả năng nó xử lý luôn cái video mà chúng ta đưa lên trên YouTube đấy, có thể là video của các bạn, có thể là video của bất cứ ai. Thế có nghĩa là bây giờ thay vì việc là các bạn phải upload video lên trên server của Google này, thì Google nó mở luôn cái kho lưu trữ YouTube cho con AI để nó truy cập và nó phân tích đó. Thì tất cả những cái gì các bạn cần làm để chúng ta đưa cái link YouTube để cho nó phân tích mà thôi, và chúng ta sẽ gửi đi một cái post request. Thì đây là cái post request của nó. Và các bạn hoàn toàn có thể copy cái này, chúng ta đưa vào trong N8N. Đó. Còn cụ thể chúng ta sẽ sử dụng nốt nào thì sẽ có hai cách. Đấy là các bạn có thể sử dụng cái nốt đấy là HTTP request này. Đó. Xong rồi chúng ta sẽ đi import CRL này vào đây. Chúng ta import vào thì lúc này là nó sẽ hiển thị cho chúng ta. Nó sẽ chuyển cái CRL của chúng ta thành cái HTTP request. Hoặc là cách thứ hai đấy là các bạn nếu mà các bạn đang self-host thay vì bản cloud thì các bạn sẽ sử dụng execute command ở đây đó, và các bạn chỉ cần paste nguyên cái CRL này vào và chúng ta tiến hành chỉnh sửa như này đấy. Thì đấy là hai cách rồi. Thế thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ test thử luôn cái việc mà liệu con này nó xử lý video như thế nào đấy. Thế thì cái này nó sẽ là một cái hỗ trợ rất là tốt dành cho những bạn nào mà muốn làm về tóm tắt video này, hay là muốn xào lại nội dung video này đấy. Thì trước đây thì nó sẽ có một số cách, ví dụ như các bạn sẽ tải cái transcript của video về đúng không, thì thường là chúng ta sẽ có những cái transcript tự động chúng ta tải về, xong rồi chúng ta đưa những cái chữ để cho cái con AI nó tóm tắt đấy, thì đấy chúng ta tóm tắt dựa trên chữ. Nhưng con AI này, con Gemini này, cái việc mà nó tóm tắt, nó phân tích video này á, thì nó sẽ phân tích dựa trên cái hình ảnh của nó. Mình không rõ là liệu nó có phân tích theo cả âm thanh nữa không ấy, nhưng mà chắc chắn là nó phân tích dựa trên những cái hình ảnh đấy. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ ở đây mình sẽ đưa vào những cái thông tin gì. Thứ nhất đây là cái API key của mình sẽ copy cái key để vào ở trên, sorry các bạn quên, mình sẽ phải đưa cái key để vào đã, đưa nó vào đây rồi. Và trong này thì mình sẽ để là cái model mình đang sử dụng là 2.0 đó. Và ở đây trong cái body này thì mình sẽ đưa vào cái gì, cái nội dung mà mình muốn hỏi nó và cái đường link tới cái video đấy. Thế thì đầu tiên mình sẽ xử lý cái link trước, tại cái link nhanh nhất thì mình sẽ cho nó đi phân tích cái video này của mình nhé. Đây mình có cái video mà hướng dẫn tích hợp Messenger API với cả N8N 43 phút 29 giây, thì mình sẽ thử xem mà liệu nó có phân tích tốt được không. Đấy, mình sẽ đưa cái link video vào đây. Rồi, và bây giờ cái text này này mình sẽ hỏi nó là can you summarize this video and mình sẽ bảo nó là bây giờ mình không chỉ muốn là nó tóm tắt lại cái video này đấy, và mình sẽ bảo nó là point out ra, là chỉ ra đấy, mình sẽ yêu cầu nó chỉ ra cái gì, chỉ ra xem là những cái nội dung này liệu nó có insightful không, nó có bổ ích không đấy. And point out thôi mình sẽ bảo nó là comment đi, and comment if this đấy, is this content is insightful or not. Also mình sẽ bảo nó là bây giờ hãy tạo ra một cái đoạn script, một cái kịch bản đấy, để mà sau này mình có thể làm lại một cái video nó ngắn hơn. Also create a script đấy, that I can reuse on shorter videos. Mở ngoặc ra là ví dụ như là mình thì mình dùng cả nền tảng YouTube và nền tảng TikTok, thì thỉnh thoảng mình sẽ muốn là convert những cái nội dung này để mình đưa lên trên TikTok đấy. Đấy, ví dụ mình bảo là loanh quanh 1 phút thôi, around 1 minute, rồi theo theo cái khung sau. Đấy. Thì mình sẽ bảo nó là theo cái framework của mình,
Đấy, là introduction này. Introduction này, sau đấy là key point này. Sau đấy là quick comment và cuối cùng là recap lại cái nội dung đấy. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ post lên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó gửi đi thôi. Thế thì cái này thì mình nghĩ là nó sẽ khá là lâu. Chúng ta sẽ chờ nhé. Và trong khi chờ thì chắc là mình sẽ cố gắng mình cho tua nhanh video lên. À quên, chưa test được cái này. Tại vì có thể nó chạy sẽ lâu nên có một cái nữa mình sẽ phải cho vào. Đấy là mình sẽ phải cho nó một cái timeout. Đấy, add option này. Mình sẽ cho nó cái timeout. Thế thì cái timeout ở đây mình muốn là, ok, mình sẽ cho nó đấy là một một tiếng đi. 1 giờ là 3.600 giây đúng không? Thêm 3 số 0 vào. Tại vì cái này đơn vị đang là millisecond. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test step. Và mình nghĩ là trong lúc chờ thì mình sẽ để tua nhanh nhé. Mình sẽ để tua nhanh video lên. Còn trong lúc chờ thì các bạn đừng quan tâm mình làm gì. Mình chỉ ngồi chơi thôi. Mình sẽ đi ra ngoài xong rồi mình sẽ vươn vai một tí. Thế nhá, xong rồi tí nữa mình sẽ quay lại. Ok, rồi. Có vẻ chúng ta đã có kết quả đây rồi. Đấy, thì các bạn sẽ đọc ở đây thôi. Mình sẽ chuyển sang JSON cho dễ đọc nhỉ. Ok, đây là tóm tắt của cái video này. Và cái comment này. Đấy, và một cái script để mình tái sử dụng. Thì để nó thế nào nhỉ? Ok, để thế này nhá. Rồi, đầu tiên video summary. Cái video này là một cái hướng dẫn kỹ thuật về cách kết nối một cái no code workflow automation tool N8N với Facebook Messenger API sử dụng cả API call và webhook. Đấy. Tiếp theo là cái người thuyết trình này đi qua từng bước này, tạo ra một cái Facebook app này, thiết lập webhook này, setup token này, setup N8N workflow này. Đó. Và cái video này cũng đồng thời chỉ ra cách dùng AI để khiến cho cái phản hồi này nó trở nên hữu dụng hơn đấy. Và cái độ tiếp theo nó nhận xét về cái insight của mình này. Đấy. Cái video này thì nó rất là insight, nó gọi là rất là có cái gọi là có rất nhiều cái thông tin bổ ích. Đó, cho những ai muốn tự động hóa tương tác giữa Facebook Messenger với cả N8N. Đấy, nó breakdown, nó chia nhỏ ra những cái process này. Đặc biệt là dành cho những người non IT. Đấy, các bạn thấy không? Mình luôn luôn nói là đây là cái kênh để cho những bạn học tiểu văn phòng. Chúng ta không nên biết quá nhiều về IT để có thể hiểu những cái quá phức tạp. Đó, và sau đấy nó nói về cái script để mình có thể mình sử dụng để làm video ngắn. Thì cái script này nhá, các bạn hoàn toàn các bạn có thể đưa lên một con AI nó dùng để nó sáng tạo nội dung. Thì cái này mình nghĩ là mình không cần phải nói các bạn, cái đấy các bạn có thể sử dụng rất là nhiều rồi. Đây, nó sẽ hướng dẫn mình là intro music đấy, mình sẽ làm một cái intro, mình nên có một cái intro, đúng rồi. Intro này mình sẽ bảo là hey everyone, want to automate your Facebook Messenger respond with NSN. It might look complex, but it is easy. Đó, sau đấy nó sẽ cho mình cái key point đấy là today we will go over how to connect NSN with the Messenger API using webhooks and respond to user questions. Đó, sau đấy là mình sẽ đưa ra những cái nhận xét đấy. It may sound complicated, but this can open up lots of automated actions for all your messaging workflows. Và cuối cùng mình sẽ đưa ra một cái recap, đấy là we'll walk through setting up your Facebook app to your AI chatbot with NSN if you are interested in automating the messaging of your Facebook blah blah blah. Đó. Thế thì đến cái này thì các bạn sẽ thấy là nó rất là ok rồi đúng không? Đấy. Và cái con AI nó làm việc nó cũng khá là nhanh ấy. Thật ra là mình nhìn thì nó mất đâu đấy, cái thời gian thực là mất ở đây khoảng 2-3 phút để nó đi làm cái công việc này thôi. Đó, và đây nó cũng sẽ cho mình là mình đã tốn bao nhiêu token này. Đấy. Cái số token của mình, tổng token đây. 350 token. Quá là rẻ. Đó, 350 token. So với cái gì? So với cái số lượng token mà sau này ví dụ các bạn sử dụng mà các bạn dùng API kể cả nó có tốn tiền nhé. Các bạn nhìn vào cái đấy thì các bạn sẽ biết được là à đấy mình có nên bỏ tiền ra cho cái này không. Đó, thế thì với cái này thì các bạn hoàn toàn có thể đưa vào những cái luồng sau, ví dụ như các bạn kiếm ở trên mạng một cái con AI mà nó cho phép sinh hình ảnh xong rồi sinh video từ những cái prompt đấy, các bạn có thể tạo ra để những cái video ngắn đấy, hoặc các bạn có thể tạo ra những cái video tóm tắt. Thì thực ra ở trong Google API này nó cũng có con AI để tạo video, nhưng mà cái con này thì hình như nó đang mất phí
nếu mình nhớ không nhầm nó đã mất phí này, mình cũng chưa thử. Đấy. Còn tạo hình ảnh thì có này, đấy chúng ta có tạo hình ảnh, đấy chúng ta có tạo văn bản đó, đấy nhá. Thế thì đấy là cái video, toàn bộ nội dung của cái video ngắn này, và hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn.